cái mà tách cận này nè, tách cận này thật sự là vẫn một số bạn vẫn chưa có ổn, vẫn chưa có thấy được cái tách cận. Mặc dù là nó rất là rõ ràng, mình nhìn vào nè, đầu tiên mình coi cái hàm số là giống nhau, tất cả đều là hàm số là fx. Đó là em đọc đề em phải phân tích được đây là fx nè, fx nè, fx nè, vậy là hàm số giống nhau, chỉ có cái cận khác thôi. Cận đây và chắc chắn nó sẽ là một cái phương pháp gọi là tách cận rồi. Nếu mà em nhìn nhìn theo kiểu hàng dọc này em vẫn chưa có tốt thì em có thể nhìn theo hàng ngang. Nhìn theo hàng ngang là cái mà hay dùng đó. Nhìn hàng ngang thì mình chỉ việc ghi những cái cận vào, mình có cận không nè, cận một nè, cận ba nè, cứ cái cận mình ghi bên dưới đi. Vậy mình sẽ bắt đầu là tích phân từ 0 tới 1, từ 0 tới 1 thì nó đi như này, từ 0 tới 1. Kết quả của tích phân bằng 2. Rồi tiếp tục từ 1 tới 3 mình đi từ dưới lên, từ 1 tới 3. Từ 1 tới 3 thì tích phân này kết quả bằng 6. Vậy là cái tích phân từ 0 tới 3 mình sẽ chạy thẳng một mạch luôn, cộng hai này lại là 8. Đó. Đây là cách trình bày tự luận. Còn đây là cách mà mình làm theo sơ đồ hàng ngang. Đây là làm theo kiểu trắc nghiệm mình nha. Chứ còn tự luận thì mình cứ ghi vậy thôi. Thường là trên lớp thì sẽ trình bày tự luận. Tự luận nó sẽ đúng chuẩn, nó sẽ đúng phương pháp cho mình. Nghĩ tính sao về chứ giờ do cái file này thì có chạy lại nên là kiểu 2 4 6 3 5 7 nó có hơi lệch câu hỏi chút xíu, cũng số lượng câu như vậy thôi, nhưng mà câu này đảo lên câu kia đảo xuống một tí. Cái câu kiểu như thế này là chúng ta phải học đúng công thức thôi, chứ còn bấm máy tính là sao không bấm được, tại vì cái mũ rất là lớn. Cái mẫu 2010 mấy mà em bấm là máy tính nó đã hiện lên là lỗi phép tính hoặc là không tính được. Vậy là vấn đề của chúng ta là gì? Chúng ta phải học công thức nguyên hàm thôi. Đến giờ này vẫn có nhiều học sinh hỏi công thức nguyên hàm vẫn còn gọi là chưa có ổn. Hỏi tới vẫn không nhớ. Không nhớ thì không làm được đâu, không có cách nào làm được. Đó. Thì nguyên hàm là phải nhớ nguyên hàm của a mũ x là a mũ x chia log neighbor của a. Nguyên hàm thì nó có cộng c, còn tích phân thì mình khỏi phải cộng c. Vậy là bài này rất là cơ bản. Vấn đề là có thuộc công thức hay không thôi. Vậy đây 2 mũ x chia cho này. Sau đó mình thế cận trên vào, cận trên thế vào là 2 mũ 2018 trừ cận dưới thế vào, cận dưới thế vào là 2 mũ 0, là 2 mũ 2018 trừ 1. Đó, đây là cái cách mà chúng ta bắt buộc phải học công thức. Tại vì mình sẽ còn tiếp tục lên đại học nữa, mình sẽ còn học về nguyên hàm tích phân ở trên đại học nữa, nên là công thức phải cố gắng nạp vào thôi. Cái này vẫn có tiểu xảo bằng máy tính, nhưng mà thầy sao không chỉ, thầy sẽ không chỉ tiểu xảo bằng máy tính. Chỉ tiểu xảo như vậy là các em cứ kiểu như là chỉ có đâm vào học kiểu tiểu xảo thôi, em không học kiểu chính quy. Mà học tiểu xảo nguy hiểm lắm. Học tiểu xảo nó có rất nhiều tiểu xảo. Câu này là chỉ cần yêu cầu là thuộc công thức nguyên hàm của a mũ x thôi, còn lại không có gì khó. Tiếp theo câu số 19. Câu số 19 là nói về tích phân mà có, thứ nhất là có mẫu, thứ hai là có lượng giác. Đây là cái mà học sinh hay trục trặc.
Thường là gặp một cái bài luận giác là các em sẽ bị lúng túng là không biết nên đặt như thế nào. Tại vì nói với em là chỉ có hai kiểu đặt thôi. Một là đặt T bằng sin, hai là đặt T bằng cos. Sin x và cos x á. Còn bài này thì nó có cái mẫu thì tốt nhất là chúng ta đặt T bằng cả cái mẫu luôn. Nhưng mà em có thể đổi cái đặt cũng được, em có thể đặt T bằng cos x thôi cũng được nữa. Chứ không nhất thiết là phải đúng duy nhất một đường là T bằng cos x cộng 2. Nhưng mà thầy thì hay làm theo kiểu là thầy đặt đúng cái mẫu, đúng cái mẫu. Rồi cái này là cái nè, vi phân của nó nè. Đây, chỗ này là cái chỗ mà cũng dặn đi dặn lại rồi, nhưng mà thấy quá trình làm bài tập ở trên trường cũng vậy, là em vẫn chưa có thuộc kỹ giữa đạo hàm với nguyên hàm, lúc thì dấu cộng lúc thì dấu trừ, vẫn chưa có chắc chắn. Phải nhớ là cos cos x đạo hàm là trừ sin x, còn sin x đạo hàm là hành cos x. Phải nhớ cho thiệt là đúng mấy cái đó. Vậy thì mình ngay lập tức là thầy đã dặn các em rồi, khi mà chúng ta đạo hàm vi phân xong là phải nhìn lên cái đề bài, nhìn lên cái đề bài liền. Chúng ta thấy sin x dx, đây sin x dx, nhìn lên đề bài là phải ngay lập tức thấy liền đó. Vì vậy có nghĩa là cách đặt của chúng ta đã phù hợp rồi, phù hợp là tại vì nó xuất hiện sin x dx, còn cái dấu trừ này thì kệ nó, cái dấu trừ hay là số 1 hay là số 5 hay là số 3 gì đó nó không có quan trọng đâu, mình chỉ việc chuyển nó sang bên phần của dt thôi. Và chỗ này mình phải cho dấu trừ sang bên này là trừ dt bằng sin x dx. Đó là chỗ này các em cứ mạnh dạn đặt T, đặt xong vi phân xong nhìn lại đề bài, lúc nào cũng là cái thao tác đó, vi phân xong nhìn lên đề bài. Nhiều học sinh làm bài về tích phân đó, thường là không có định hướng được là do gì, phải không, do công thức đạo hàm không nhớ kỹ. Cái thứ hai nữa là làm xong thường không so sánh với đề bài, không so sánh với đề bài mình sẽ kiểu như mình bị lộn chọn, mình chưa có chắc được là mình đặt bằng cái gì đó, nên rất là lo lắng khi đặt. Còn các thao tác mà đổi biến, các thao tác mà đổi biến xong rồi phải đổi cận, đổi biến xong là phải đổi cận. Cái này ở đâu, chỉ việc lấy trong máy tính thôi. Mấy cái sin cos này là các em không có nhớ nhiều, không có nhớ nhiều, chúng ta cứ vào máy tính chuyển về đúng radian. Nếu mà mình mà bấm máy mà ra một đống cái dấu phẩy có nghĩa là chúng ta đã chưa chuyển về radian thôi. Thế vào đâu, có học sinh vẫn lúng túng là chưa biết thế vào đâu cả, thế vào chỗ đặt á, đặt chỗ nào thế chỗ đó, đặt cos x cộng 2 thì đặt cos x cộng 2, rồi thế bi chia 3 ship bi chia 3 đó. Nếu như mà em để đúng radian thì nó sẽ ra đúng kết quả 5 phần 2, còn nếu mà em để độ nó sẽ ra một đống cái dấu phẩy, thì tự động mình phải biết được là à mình đang sai đơn vị, tự động phải biết đổi lại. Chứ mà bấm xong nó thấy một đống dấu phẩy cái chết cha, nhờ cái đống dấu phẩy này làm sao cái đứng hình nó không chịu làm tiếp nữa là nó cũng sẽ tiêu nha. Mình bấm ra dấu phẩy là mình biết là mình đã sai đơn vị rồi, đổi lại thôi. Tiếp theo ship bi chia 2 t bằng 2. Mấy cái đổi biến đổi cộng này thì cứ dùng máy tính để hỗ trợ. Rồi đề bài nè, bi chia 3 thì thay bằng 5 phần 2, tại vì bi chia 3 đi với 5 phần 2, còn bi chia 2 thì thay bằng 2. Rồi sin x dx, sin x dx, sin x dx thay bằng trừ dt cái mẫu. Rồi chỗ này thường là có dấu trừ á, là học sinh hay sai dấu đó, nên nếu mà có tình huống dấu trừ là mình sẽ xử lý bằng cách là bỏ cận, xin lỗi đảo cận luôn, đảo cận. Nên em mới thấy cái ở đây thầy đang làm cận 2 ở trên, 5 phần 2 ở dưới, ngay lập tức thầy đảo lại, đảo cho 5 phần 2 lên 2 xuống. Và công việc tiếp theo của chúng ta là gì?
cận trên thấy vào, thấy 5 phần 2 vào, trừ cận dưới thấy vào. Nhưng mà đề bài của mình đang muốn xuất hiện hai cái log log 5 với log 2. Vậy cái 5 phần 2 này, 5 phần 2 này phải biết mà tách ra. Tách cái này ra. Giải thích chỗ này một xíu. Logit DB của 5 trừ logit DB của 2. Cái này ghi lại là 2 lần. Đó. Vậy đến đây là mình phải biết được đâu là A, đâu là B. A là đứng trước log DB của 5, vậy A là 1. B là gì? B là đứng trước log DB của 2. B đứng trước log DB của 2 thì B là âm 2. Rồi đề bài muốn tính cái gì đó thì mình cứ tính. Đây là học đúng chuẩn nha. Cho thời gian mà sửa một xíu thì thấy thật sự là khi đi học đại thấy các em viết bài cũng còn trong đó chậm, với cái thứ hai nữa là vẫn hơi từ từ. Nhưng mà thầy biết là với những cái này thì sẽ có một số bạn sẽ không thể theo nổi, hoặc là bây giờ theo nổi nhưng mà lại lúc sau lại quên. Thì có một cái cách xử lý của máy tính. Cái xử lý máy tính này chỉ dùng cho tình huống là A với B là hai tham số thôi. A với B là hai tham số. Ở đây cũng nói thêm thôi, nói thêm để sau này các em cũng có thể một lúc nào đó các em có thể dùng tới. Chỉ dùng cho hai tham số thôi nha, còn ba tham số thì không dùng được. Có nghĩa là cái dạng kiểu mà tích phân có AB, cái này là để biết phòng thân thôi chứ đừng có lạm dụng. Thầy xem như đây là kỹ năng của hệ phương trình. Kỹ năng của hệ phương trình nghĩa là sao? Chúng ta thấy được này. Đây giống như một cái hệ hai biến. Đây. Thầy có thể ghi lại là A log neighbor của 5, B log neighbor của 2. Và đây là cái kết quả tích phân mà chúng ta bấm. Thường chúng ta sẽ bấm cái tích phân này, xong đó là lưu trữ vào phím A. Lưu vào phím A thì hai dòng, dòng 570 thì ship store, còn dòng 580 thì store thôi. Sau đó là gì, mình đi mình ngồi mình thử bốn cái phương án A B C D. Ví dụ như phương án A là A cộng 2B bằng 0. Không được thì chúng ta đổi sang phương án B, không được thì đổi sang C, không được nữa thì đổi sang D. Và được khi nào? Khi A với B là các số đẹp. Ví dụ đầu tiên là phải bấm cái tích phân, bấm cái tích phân. Giờ một số học sinh là kêu bấm tích phân là vẫn còn lúng túng không biết bấm làm sao hết trơn. Đề nó có gì mình cứ bấm y chang vậy, y chang luôn, không thay đổi, không có thêm bớt cái gì cả. Vậy thôi nè, nhưng mà có học sinh lại bấm như thế này nè, nên này cũng cũng nói luôn nó sai, bấm như thế này sẽ sai. Và vì máy tính sẽ hiểu là gì, x cộng 2 nó nằm ở trong cái code là nó sẽ sai. Chúng ta phải đóng cái ngoặc ngay chỗ x rồi chúng ta mới bấm cộng 2. Và mấy cái này chúng ta phải đúng radian nha.
đó, cứ đề bài nó có cái gì nhập đúng y chang như vậy. Vậy đây chính là cái tích phân, sau đó mình cho nó vào phím A. Cho vào phím A thì tùy tình huống shift store hoặc là store. Đối với máy này store A, chữ A ở đâu? Nhiều học sinh khi hỏi bấm store A vẫn chưa biết là store vào đâu hết. Nhìn cái phím A là cái phím màu đỏ đỏ, đỏ đỏ trong máy của em á. Store STA nè, STO này, sau đó A. Nó hiện cái dấu mũi tên vào A là được. Có nghĩa là nó đã lấy cái giá trị đó gán vào A. Là bây giờ là công việc của chúng ta là ngồi thử. Nói là bấm máy nhưng mà cũng phải ghi, nên ghi cái này lại nè. Nên ghi cái này lại nè. Cái này ở đâu? Một cái là từ đề bài, một cái là từ đáp án, một cái từ đề bài, một cái từ đáp án. Hệ phương trình thì cứ tìm hệ phương trình thôi. Hệ phương trình tùy máy, máy 570 là mod 51. Còn máy này mod 912. Đứng trước cơ số A là lốc neighbor của năm. Đứng trước số B là lốc neighbor của 2. Bên phải là cái tích phân mà mình bấm máy mà mình đã cho vào phím A rồi đó, alpha A. Sau đó là mình ngồi mình thử bốn phương án. Phương án A là gì? A cộng 2B. A là 1 nè, B là 2 nè, 0 nè. Thì số nó rất là xấu, nó ra một cái đóng phẩy này là nó không có đúng. Tại vì A, B mình thuộc Z, Z có nghĩa là số nguyên, số nguyên. Thì kết quả câu A là sai nè. Sau đó muốn chuyển sang câu B chỉ việc bấm AC thôi. AC xong, sau đó thay đổi cái hàng thứ hai nè. 2 nè, 1 nè, không. Đó thì ra kết quả đẹp. 1 với trừ 2. Thì đây chỉ là một cái thủ thuật. Thủ thuật này thì chỉ dùng được khi mà biến A với biến B. Giống như có hai tham số vậy đó. Chứ mà thêm phím phím C vào nữa là không có dùng được. Này cũng rất là hạn chế cho em sử dụng máy tính thôi. Nói thêm còn hãy vẫn khuyên chân thành là chúng ta học đúng. Học đúng này thì nó sẽ hơi tốn thời gian nhưng mà cứ học đúng đi, một lúc nào đó mình thấm vào rồi sẽ ổn. Sang câu số 20. Câu số 20 là đây là một trong những cái dạng mà không bao giờ bấm máy tính được, mà chúng ta sẽ đọc cái đề bài lên. Đề sẽ cho, lúc nào em cũng phải ghi cái đề bài, em đọc cái đề bài. Cái đề bài là cái mà đề bài nó rất rất là quan trọng, ở chỗ là chúng ta phải để ý cái cận. Các bước phân tích đầu tiên là giống như mình nhìn vào đề bài là mình coi người ta cho cái gì, người ta hỏi cái gì. Mình thấy một cái tích phân cận 1, 2, rồi sau đó một cái tích phân cận 3, 6 là biết chắc chắn là cận nó thay đổi là phải đặt T thôi. Cận thay đổi là phải đặt T. Đó, đây là những cái dấu hiệu, ghi rõ dấu hiệu để cho mình để ý. Dấu hiệu. Cái cận mà thay đổi á, nó chỉ có hai hướng thôi. Một hướng là tách cận. Tách cận theo cái sơ đồ mà thầy hay tách á. Một hướng nữa là gì? Đặt T. Nhưng mà bài này nhìn vào là phải biết đặt T, tại vì F của x chia 3 là phải đặt T. Nhưng mà trước khi đặt T mình phải xử lý cái tích phân này cái đã. Xử lý như thế nào? Học sinh vẫn hơi hơi bế tắc mấy cái câu này. Đây là chúng ta dùng tính chất. Tính chất gì? Nếu như mà phép cộng hoặc phép trừ là chúng ta được phép tách hàm số. Tách hàm số có nghĩa là gì? Đang là 2x trừ cho 3fx là mình sẽ tách ra.
tách tích phân từ 1 tới 2 của 2x trừ cho 3 lần tích phân của f. Sau đó cái tích phân này là bấm máy tính được nè. Cái tích phân này, cái việc bấm máy thôi, không cần gì phải ngồi nguyên hàm suy luận gì chi cho nó mệt. Đó, cái này bấm máy được. Cứ vác cái máy tính ra bấm. Bấm đi để cho biết cái này sẽ không bấm đâu nha. Bấm ra thì cái tích phân nó được kết quả là số 3. Em bấm đi để hiểu. Mà đề cho cái này gì? Nguyên cả cái tích phân này bằng 4. Thì ngay lập tức chúng ta chuyển vế để chúng ta tính được tích phân của F. Trừ 3 lần tích phân từ 1 tới 2 của F. Rồi 4 trừ 3. Chuyển vế 4 trừ 3 là 1. Rồi chia thôi. Tích phân từ 1 tới 2 của Fx. Chuyển qua hình chia. Trừ 1 phần 3. Vậy là cái tích phân này đóng khung lại. Để đây. Chắc chắn dùng đến. Chắc chắn dùng đến. Cái này là gọi là tách hàm số nha. Tách hàm số. Tách được khi nào? Khi có dấu cộng, dấu trừ. Nhân thì chỉ nhân cho số thôi. Ví dụ như số 3 nè. Đó, được đòi ra. Cái này là bấm máy. Chuyển vế. Chuyển vế là yêu cầu là tính cái phần đó. Ghi bài nha. Phải giải thích làm thôi chứ gì đâu. Rồi tiếp theo người ta yêu cầu chúng ta tính một cái tích phân cận từ 3 tới 6. Thì bây giờ là đặt nè. Tới đây là phải đặt nè. Cái đặt này cũng rất là rõ rồi. Thì cũng hướng dẫn cho các em là cứ nằm trong cái F là đặt T hay đặt U gì cũng được chứ. Đặt T hay đặt U gì cũng được cả. Nếu mà đặt T thì DT, đặt U thì DU. Đạo hàm x chia 3 thôi nha, nhưng mà hỏi bất chợt có lúc là không nhớ x chia 3 đạo hàm là gì cả. Hỏi bất chợt đôi khi không nhớ. X đạo hàm là 1 thì thành 1 phần 3. Rồi chuyển số 3 qua. Chuyển số 3 qua có nghĩa là mình có 3DU bằng DX. Ở đây ghi cho đúng biết cái chiều là nhưng mất công cũng hiểu. Cái nhiều khi ghi như vậy thôi này, cũng hơi lúng túng. Là mình có 3DU bằng DX. Thì thế lên đây luôn cho nó nhanh. F này thay bằng FT nè, sẽ bằng FU nè, tại vì đang đặt U. Còn DX này thay bằng 3DU. Đổi cận luôn. Thì sẽ hướng dẫn cho em cách đổi cận. Thay vì mình ghi thêm một cái dòng nữa nè. Bây giờ mình đổi trực tiếp luôn, đổi trực tiếp nó cũng nhanh thôi à. Nhưng mà nhanh khi chúng ta biết cách thế 6 nè. Nói nhanh nhưng mà đến lúc nào nó làm thì học sinh cũng hay quên lắm. 6 đắp vào đây, 6 chia 3 thì được 2 nè. 3 nè, 3 chia 3 thì được 1 nè. Nó đổi vậy luôn, đang là đổi cận luôn đó nha. Tuy không ghi ra nhưng mà trong thao tác đã có đổi rồi đó. Rồi số 3 lôi ra ngoài. Tích phân là không phụ thuộc vào biến. Chỉ phụ vào cận thôi. Nên là cái chỗ này với cái này là 1.
T2M1, một cái FXDX, một cái FODO hoặc là FTDT gì đó, kệ nó, miễn là cận giống nhau. Cận 1 2, cận 1 2. Và chúng ta sẽ có số 3. Cái kết quả trên đây đem xuống. Bây giờ bài này nó thông qua nhiều bước. Sẽ kỹ. Vẫn bạn bè những này chịu khó coi lại. Đây nè, cái câu này nè, cái câu xuống, không biết ghi kịp chưa vậy? Những kịp này sẽ gửi cái file mềm lại cho nhé, sau này sẽ gửi cái file lại cho. Sang câu 21 này là nhiều học sinh cũng rất là lúng túng. Cái gặp lượng rác là nó giống như một cái gì đó nó hơi ám ảnh nên là học sinh này rất là lúng túng. Không có gọi là linh hoạt được. Có nghĩa là em gặp cái bài toán này cái bắt đầu em ngồi suy nghĩ là đặt t bằng cái gì đây, sin hay là cos, không biết nên đặt t bằng sin hay là cos hết, nên thầy vẫn nói em là cứ thử thôi, toán học là một con đường thử, nếu mà sai lầm thì chúng ta quay lại, nó chỉ có hai cách đặt thôi, không chạy đi đâu được hết trơn, t bằng sin x hoặc t bằng cos x. Và chúng ta cứ tự tin vào bản thân mình đi, không có gì phải lo lắng này hết. Thường cái phản xạ của học sinh khi gặp mấy cái đề này là hay quay qua hỏi bạn, nhờ bạn nó quyết định giùm mình là nên đặt cái gì, chứ mà nó đặt cái này mà mình đặt khác nó là hơi mệt đó nha, cái kiểu tâm lý nó vậy á. Nhưng mà chúng ta cứ tin vào bản thân mình, bây giờ nó chỉ có hai cách này thôi, đặt cái này không được thì đổi cái khác, đổi là như thế nào? Sin x đạo hàm là cos x, còn cos x đạo hàm là trừ sin x. Rồi đến đây đâu có gì nữa đâu, coi lại cái đề bài, coi lại đề bài bây giờ có cái gì, có cos x dx không, bên đây nó có cos mũ 8 dx lận, là thấy cái đường này là thấy không ổn rồi. Đường này là không ổn rồi. Ngay lập tức nó bị chắn lại liền, chắn lại thì chúng ta không đi đường đó, chúng ta đi đường khác. Đường nào đây, chỉ có hai đường thôi, vậy đường này hợp lý nè, sin x dx, nhìn vào sin x dx, rồi đến đây con đường này nó quá thông thoáng luôn, sin x dx nhìn thấy có liền luôn, vậy đây đường này là tiếp tục đi được nữa, còn cái đường cos x dx chết chỗ này là bị đứng rồi, chắn lại rồi, là không tiếp được nữa, không tiếp được nữa thì kệ nó đi, không quan tâm nó, mình quay lại đường này. Nó thầy mới nói là cái một cái bài đó nó chỉ có hai hướng thôi, hướng này không được thì chuyển sang hướng kia, và mình là người quyết định, mình phải tự tin vào bản thân mình, với những gì được hướng dẫn, với những gì được chỉ rồi thì cứ tự tin mình làm. Rồi cái dấu trừ này là tiếp tục là gì, đẩy nó sang bên đây đó. Đây còn mấy cái thao tác đổi cận là phải nhanh gọn,
x bằng 0. Đó, x bằng 0. Thì t bằng 1. Làm sao biết, lấy máy tính bảo. Cứ để chế độ radian. Đặt chỗ nào thì thế chỗ đó. Đặt chỗ nào thì thế chỗ đó. Rồi B chia 2 là sao? Nên em mới thấy nè. Cái đào hao lá đổi cần này. Thường muốn làm nhanh á, thì khỏi cần ghi cái này cũng được. Nhưng mà cái đó là phải tự tin nha. Chứ mà đôi khi học sinh là, chỗ này là đã đổi cần rồi nè. Cái này cũng đã đổi rồi đó. Nhưng mà khi lên bảng mà em sửa bài trên bảng nên hạn chế cái việc làm tắt như thế này. Vì thứ nhất là những học sinh bên dưới, các bạn bên dưới sẽ đọc lên sẽ không hiểu nổi. Chúng ta làm thì chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta đã quá tắt thì sẽ làm cho những bạn khác không hiểu được. Nên là tốt nhất khi sửa trên bảng là phải sửa đầy đủ chi tiết. Thầy cũng vậy thôi, khi mà thầy sửa trên bảng thầy sửa rất chi tiết. Rồi bây giờ nè, chỗ này muốn mất dấu trừ thì cũng nói đi nói lại là muốn mất dấu trừ thì mình nên đảo cận. Đó, đảo cận là đó nè, đảo cận rồi đó. Cận 1, cận 2 rồi nè, 0 1 thành 1, 1 0 rồi đó. Rồi T mũ 8, T mũ 8 nguyên hàm T mũ 9 chia 9 thành 1 phần 9, xong. 1 phần 9 trừ cho 0 phần 9. Ở đây người ta có cài một xíu chỗ này nè, chỗ này nếu mà bạn nào không đảo cận, xin lỗi, không đổi cận là sẽ bị sai đáp án. Còn nếu mà đi thi thì thật sự là thầy biết là câu này các em cũng sẽ bấm máy thôi, tại vì cho đề như thế này là bấm được. Nhưng mà về nguyên tắc để tiếp thu kiến thức thì chúng ta sẽ làm tự luận. Cái tự luận nó sẽ giúp chúng ta nhớ nhiều thứ, tăng tư duy, tăng kỹ năng, tăng công thức, tăng rất là nhiều. Còn cái bài này mà đi thi nha, thì các em thì đối với thầy cũng bấm máy thôi, đi thi thì chúng ta thực dụng. Thực dụng là chúng ta cứ làm sao mà nhanh chính xác nhất có thể. Còn khi mà học thì mình cứ học đầy đủ. Một số bạn hỏi thì hãy cứ bấm máy hỏi, bấm bấm nha. Đề có gì bấm đó, bấm y chang là có kết quả 1 phần 9 thôi. Câu này là lặp lại nãy nên cũng sửa nha. Câu này là cái câu lặp lại nãy, đặt t bằng cái cos x cộng 2 nãy có sửa trên rồi. Đến câu này. Câu này là một câu nguyên hàm, tại vì nó không có cận. Chúng ta nhìn vào chúng ta biết lúc nào nguyên hàm mà lúc nào tích phân. Nguyên hàm thì nó nhìn vào nó không có cái cận, mấy cái cận ở trên là không có. Còn người ta muốn đặt gì cái kệ, đặt T, đặt U, đặt gì cũng được. Mình phải hiểu từng cái bước làm để sau này mình tự làm. Đầu tiên là U xong, cái dấu suy ra đầu tiên là bình phương lên, bình để làm chi, bình để đạo hàm cho nó dễ. Tiếp theo đó là đạo hàm vi phân. Đạo hàm vi phân nghĩa là gì? U bình đạo hàm là 2U. X bình đạo hàm là 2X. Nhưng mà chúng ta ghi như thế này là không được. Nhiều khi các em lên bảng trình bày, các em tự ý bỏ mấy cái từ D đi.
Nhưng mà chúng ta ghi như thế này là chúng ta phải hiểu được là đạo hàm theo biến nào mình sẽ ghi cái d của biến đó. Ví dụ như biến u thì mình sẽ ghi du, biến x mình ghi dx, để cho chúng ta hiểu được là đang đạo hàm theo biến nào. Rồi hai bên có con số 2 bỏ đi. Nè, rất là tự nhiên thôi. Đơn giản được là đơn giản. Rồi sau đó mới nhìn lại x dx đây. Bây giờ là sau khi vi phân đầy đủ hết rồi, tự nhiên nó xuất hiện x dx. Ngay lập tức nhìn lên đề bài coi có x dx xuất hiện không. Nhìn lên coi có không. Có thì tốt, còn không có thì mình cố gắng mình làm sao cho nó có. Cố gắng như thế nào thì đây có cái x mũ 3. Cái x mũ 3 này thì chúng ta tách ra thôi. Nên là sau khi xong xuôi hết rồi mới biết là sẽ tách cái x mũ 3 này thành x dx nhân cho x bình. Chứ mà ngay từ đầu làm sao mà biết tách. Ngay từ đầu không thể nào mà nhảy vào là tự nhiên cái thần thánh hóa cái việc là tự nhiên nhảy vào tách x bình nhân x. Không biết được đâu. Em phải làm đến chỗ mà em vi phân rồi em mới biết được là tới đó mới tách. Chứ không phải là đầu tiên nhảy vào tách. Cái này chúng ta tách. Nè, tách này. Tách cái này để cho một lát chúng ta thay bằng UDU. Cái căn, hiển nhiên cái căn mình đã đặt là U rồi. Nó từng cái màu hồng, từng cái màu đỏ đi với nhau. Vậy còn cái x bình ở đâu ra? Chỗ này nè. Cẩn thận chuyển vế chỗ này nè. X bình. Cái con cộng 5 này chuyển qua thành u bình trừ 5. Đây, con x bình này thành u bình trừ 5. Rồi sau đó là nhân phân phối thôi. Bước cuối là nhân phân phối. U bình trừ 5. U nhân u nữa là u bình. Phân phối là sẽ có đáp án. Đây là bữa bị sai đáp án này nha. Đáp án của D mới đúng. Bữa có một bạn nói mà thầy quên chỉnh lại. Đáp án D chứ không phải đáp án E. Gõ máy tính thì lâu lâu cũng gõ sai. U4 trừ 5 U bình. Thử kỹ nha. Cái việc ghi chép bài á, ghi chép bài mà càng rõ ràng càng tốt. Mình đừng tự tin vào não bộ của mình quá. Thật sự là não bộ của chúng ta đến lúc mà nó tự động nó trôi hết rồi. Mình ghi kỹ để có cái mình khi mình ôn tập á, mình đọc lại. Thật sự là cái việc học của mình á, học xong học qua một lần á, học qua một lần là não mình tự động nó sẽ càng ngày nó càng bị phai mờ. Thì em thấy nó rất là bình thường, khoảng 3 ngày 5 ngày là tự nhiên em sẽ thấy được là nó dần dần nó quên rồi, thì nó nạp những cái kiến thức khác, đó là quy luật luôn rồi. Nên là chúng ta phải ghi chép để anh chị, để khi mà mình quên thì mình lại tìm lại. Quên là phải đi tìm cái việc này mà thầy nói đây rất rất là nhiều lần đối với học sinh luôn. Đây là phương pháp luôn. Chúng ta quên là chúng ta phải đi tìm, tìm ở đâu, tìm trong tập của mình. Tìm thì nó sẽ hơi lâu hơn nhưng mà cái kết quả mình nhận được nó sẽ giúp mình nhớ lâu. Nhưng mà phản xạ của học sinh là gì? Cứ quên là nhảy vô đi hỏi. Nhảy đi hỏi. Hỏi thì ngay lập tức sẽ có cái đáp án liền, tại vì đứa bạn nó nhớ thì nó nói liền cho mình, thì cái đó mình sẽ cũng cũng cứ tưởng rằng à mình sẽ nhớ, nhưng mà thật sự không đâu. Cái việc mà đi hỏi ấy, em hỏi xong rồi thì ít bữa em lại tiếp tục quên nữa.
nhưng mà cái việc tìm này nè nó sẽ càng ngày nó càng khắc sâu cho mình. Hiển nhiên tìm nó tốn thời gian hơn nhưng mà cái kết quả đạt được nó sẽ tốt hơn so với việc hỏi. Mà muốn tìm là phải ghi chú đầy đủ, đó là phương pháp học. Sau này em sẽ còn học nhiều thứ nữa trên đại học thì em phải học đúng phương pháp thì em mới leo cao lên được, em mới đi xa nổi. Sang câu 24, những câu như thế này thì cố tình cho tương đối rắc rối, có thể đề thi nó không có rắc rối như này đâu nhưng mà chúng ta đang luyện để chúng ta tăng trí tuệ nên là thầy cố tình cho rắc rối. Câu này thì không có gì khó ở chỗ nguyên hàm cả, nguyên hàm quá bình thường. Nguyên hàm là dùng 1 chia AX cộng B là 1 phần A log neighbor trị tuyệt đối, nên là nguyên hàm là quá bình thường. Đây nó chỉ có cái rắc rối là cái chỗ thế số và ra đáp án cuối cùng thôi. Bây giờ cận một thế vào, cận một thế vào nè, 1 phần 2 cộng 1 thế vào là hành 2 cộng 1 là hành log neighbor của 3 nè. Còn không thế vào, em muốn làm nhanh đó là những cái kết quả này em phải nhớ nè. Log neighbor của 1 là bằng 0, log neighbor của e là bằng 1. Mấy cái số đơn giản này chịu khó nhớ đi. Để chi? Để chúng ta thế không nhảy vào một cái nó thành log neighbor của 0. Xin lỗi, log neighbor của 1 nó bằng 0. Khỏi cần ghi. Lúc đầu mình không nhớ thì mình còn lấy máy tính mình bấm, nhưng mà dần dần mình sẽ nhớ à, mà đến lúc nào nó tự nhiên cái log neighbor của một là bằng không là nhớ. Cái này cũng vậy, một thế vào là hành log neighbor của 4. Rồi đến đây nè, đến đây cái tình huống xảy ra như sau. Bây giờ cái này với cái này nó không có khớp, một cái 1 phần 2, 1 phần 3, cái kia lại là 1 phần 6. Bây giờ làm sao cho nó khớp đây? Thì quy đầu. Bài này nguyên hàm bình thường, thế số cũng bình thường, chỉ có cái bước cuối cùng làm sao từ cái này mà thành 1 phần 6 thì chỉ quy đồng thôi, mình quy đồng bình thường. Một chung là 6 này ha. Một chung là 6 thì cái này phải nhân cho 3. Vậy là 3 góc neighbor của 3. Còn cái này phải nhân cho 2. 2 log neighbor 4. Quy đồng á. Ba nhân lên đây, 3 log neighbor của 3 trừ 2 log neighbor của 4. Rồi nhờ xử lý mấy con số này làm sao? Lại tiếp tục phải thuộc biến đổi của logarit. Số 3 nhảy vào trong, số 2 nhảy vào trong. Nhảy vào thì nó sẽ thành mũ 3 mũ 3 là 27. 2 xin lỗi, 4 mũ 2 là 16. Và log trừ log thì hành log của phép chia 27 chia 16. Còn cái số 6 này mình ghi thành 1 phần 6 thôi. Đó, đến đây chúng ta mới thấy được A là 27, B là 16. Cái bài này nguyên hàm không khó, thầy biết là các em sẽ bị lúng túng ở câu này, khá tốn thời gian. Nói chứ những câu này là trong đề thi thử của các năm đó, của các năm gần đây thôi chứ không có xa đâu.
thi thử của các năm và của các trường. Thầy có một cái kho ngân hàng đề vài chục ngàn câu, cứ mỗi lần làm đề là chỉ vào đó thì rút thôi. Nhưng mà đề kiểm tra trường là không bao giờ rút trong đó, đề kiểm tra là phải tự mò thêm. Còn đề mà bài tập cho các em làm hay là những cái gì đó là rút trong cái kho đó ra, và kho này là kho cá nhân. Nên là dù cho em có học học đâu đó với cái lượng bài tập đó thì cho em làm đến khi nào mà em xỉu thôi, không bao giờ hết. Mà đề luôn luôn được cập nhật, cứ mỗi năm này thì đều có tăng cái kho lên. Câu 25, câu này nhìn kinh khủng không? Thật sự em đọc cái đề lên em thấy nó quá kinh khủng luôn, nhưng mà làm gì? Dễ là dễ khi mà chúng ta biết được nguyên tắc, chứ còn không biết nguyên tắc là nó khó. Nhìn cái đề là thấy một nùi luôn. Nùi là gồm gì? F, F, hai cái F nè, hai cái G, rồi thêm một cái tích phân, rồi hỏi cái tích phân khác nữa. Nhìn vào thấy quá trời dữ kiện, năm dữ kiện, giống như là quân số của địch quá đông mà chúng ta đang đứng ngơ ngơ chưa biết xử lý như thế nào cả. Thì đây không có cái gì khó hết, nó chính là từng phần UDV. Từng phần UDV, cái dấu hiệu nào để chúng ta biết? Cứ nhìn vào cái đề bài thấy có cái F phẩy, cứ có cái F phẩy hay cái G phẩy gì đó là chỗ này sẽ là DV này. Không bao giờ lệch được. Vì cái nguyên tắc là gì? Nguyên hàm của F phẩy là hành F, vậy nguyên hàm của G phẩy là hành G. Vậy bài này chỉ đơn thuần là từng phần thôi, U với DV. U là Fx, DV là G phẩy. Ở trên đạo hàm, ở dưới nguyên hàm. Ở trên là đạo hàm F, đạo hàm hành F phẩy. Ở dưới nguyên hàm của G phẩy là hành G. Rồi từng phần là U nhân V. U nhân V, cái đường chéo này nè. U nhân V đây, Fx nhân Gx, U nhân V nè. Trừ cho VDU. Thôi sẽ cho em đi cái đường chéo xong nó đi dọc lên đó. VDU, VDU nè. G nhân F phẩy tích phân mà. Vậy nó xong rồi chứ còn gì nữa. Tới đây cận trên thế vào là F1, G1. Nè, F1, G1 là cận trên thế vào nè. Cận dưới là F0, G0. Cận dưới nè. Còn cái tích phân này đâu, để cho cái anh này để cho B xuống thôi. Để cho tích phân F phẩy nhân G 7. Rồi thế F1 bằng 2, G1 là 4. Nhìn cho kỹ để thấy đúng thôi chứ không gì đâu. F0 là 1, G0 là âm 2. Đó, rồi cứ bấm nguyên dây này là 3. Nhìn cái bài rất là hầm hố. Chứ mà bài này nha, bài này đúng thực chất là khi mà chưa có làm gì hết, nhìn vào cái đề này là hơi bị khớp à.
tại vì thấy ép rồi phải lùm la, nhưng mà nó rất là cơ bản, đúng luôn cái chuẩn của cái phần trừng phạt. Nó có những cái dấu hiệu nào thì cũng nói có dấu hiệu là tôi có thấy phải đạo hàm trọng á, rồi sau đó cứ đúng nguyên tắc là UV và trừ cho tích phân VDO, UV trừ tích phân VDO. Nó thì với các em nếu mà học online này mà mình tập trung á là cái việc trình bày nó còn tốt hơn là trên bảng nữa. Nói chứ nhiều khi đi học lại mà trên bảng mà phấn chỉ có phấn trắng với phấn vàng thôi, đôi khi cũng hơi khó để mô tả, kiểu như là dạy online mấy tháng rồi này cứ dùng màu này màu kia riết, nên giờ lên bảng tự nhiên thấy có hai màu ba màu thấy nó thiếu thiếu. Nên là câu này cũng rất là cơ bản, làm rồi thì thấy nó ổn. Qua nha, đi kịp không nhân gian? Dạ kịp thầy. Bạn nào không kịp thì cứ nói, cứ mạnh dạn nói chứ gì, gì đâu phải ngại phải sợ. Câu này là một câu thuộc hàng vận dụng cao luôn. Nói thật luôn, câu này là vận dụng cao không phải thấp. Nhưng mà vẫn làm được, khi mà chúng ta chưa học thì chúng ta thấy nó rất là gớm, nhưng mà khi học rồi thì chúng ta thấy nó đỡ đỡ lại, chỉ nói đỡ đỡ lại thôi chứ mà chưa có phải dễ liền đâu nha. Thường nó nhìn vào một cái tích phân nhưng mà sẽ bị lúng túng là không biết bắt đầu ở đâu cả. Cái khó khăn là nó ở chỗ đó thôi. Nhìn vào một cái đề toán mình chưa biết cái hướng đi, mình chưa biết nên xử lý bằng phương pháp nào. Chắc chắn là bài này là phải dùng những cái kỹ thuật, một là đổi biến, hai là từng phần thôi. Và làm sao nhìn vào những cái dấu hiệu này nè, cứ nhìn vào mấy cái dấu hiệu này thấy có ép phải của cái gì nè, đó là rất có khả năng, rất có khả năng là sẽ đặt này, đặt hai ba lần nữa nha. Đó, thầy sẽ cắt cái câu này ra một cái bên dưới làm riêng đi, ghép vào đây đôi khi em hơi khó chịu. Đầu tiên là đặt tên, làm sao biết, cứ thấy nè ép phải cái gì mà nó nằm trong cái dấu này, cái dấu ngoặc này là cứ đặt nó thôi, rồi thao tác quen thuộc mà tới đây mà không thuộc đạo hàm là thua quá nha. Đó thì luôn luôn nói với các em là sau khi vi phân đạo hàm là phải nhìn lên đề bài thấy có không, có là an tâm, cái đặt của mình đã đúng hướng rồi đó, tự tin mà đi tiếp thôi. Đi y chang rồi thì sẽ đổi trên đây luôn nha, ép phải lóc nê bè của này là thằng t, dx phần x đúng không, dx phần x thay bằng dt. Bây giờ tới đây là mình phải có cái chữ đổi cận, nếu mà sửa bài trên bảng mà các em mà có lên bảng làm bài là em phải ghi chữ đổi cận, em phải ghi thì người ta mới chịu, thể hiện sự rõ ràng minh bạch. Đổi cận này em ghi kiểu nào cũng được đó.
Có thể gạt cả cái bảng XT gì cũng được, sao không được chứ. Thầy hay quen cái này. Cứ lại lắp lấy máy tính bấm mình sẽ thấy nha. Về chỗ này là âm 1, quy 1 đó. Thấy chưa? Và sau đó là thầy mới nói với em là gì? Tích phân là không phụ thuộc vào biến, nên là F phải T, T, D, T. Thầy cũng có thể cho nó thành cái gì? F phải X, X, D, X. Miễn là cái cận đó. Để làm chi vậy? Để tận dụng cái này nè. Để tận dụng cái này. Mình có fx rồi đúng không? Mình có fx rồi, cái này mình chỉ việc f phải của nó thôi. Từ cái này là thầy sẽ suy ra. Phải biết cách khai thác đề bài. Đạo hàm của này sẽ là 2x. Đạo hàm của này sẽ là 4x. Khi x lớn bằng 0. Khi x bé bằng 0. Vậy là mình thấy là cái đạo hàm này nó sẽ thay đổi. Khi mà lớn hơn 0, x mà lớn hơn bằng 0 thì sẽ lấy 2x để làm. Còn khi mà x bé hơn 0 là sẽ lấy 4x để làm. Vậy cái này sao giờ? Cái này nó có âm 1 với có 1, có lúc âm lúc dương, nên chỗ này chúng ta sẽ xử lý bằng cách là tách cận. Chúng ta sẽ tách cái này ra. Từ trừ 1 tới 1 chúng ta sẽ tách ra từ trừ 1 tới 0. Cộng cho 0 tới 1. Em phải hiểu cái lý do vì sao chúng ta tách. Tại sao mình chèn số 0 mà mình không chèn con số khác, mình không chèn số 1 phần 2, không chèn số trừ 1 phần 2 mà phải bắt buộc lại là con số 0. Mình phải giải thích được cái câu hỏi đó để sau này người ta đổi mình còn biết được là vì sao chúng ta chèn con số 0, lý do ở đây tại vì đạo hàm của mình thay đổi. Nếu mà x lớn hơn 0 thì dùng cái 2x để làm, còn nếu x bé hơn 0 lại dùng 4x để làm, nên là thầy mới tách ra, tách theo kiểu này trừ 1 tới 0. Nếu mà trừ 1 tới 0 chúng ta sẽ lấy cái ở trên hay lấy cái ở dưới rồi chúng ta lắp vào. Lấy cái trên hay là cái dưới? Nào Diễm là 2x hay 4x nè. Lấy 2x thằng lấy 4x Bố quên. Ừ, do cái này nó âm nè, trừ 1 tới 0 là âm nên chúng ta lấy 4x. ơi. Ừ. Đó là cái lý do vì sao chúng ta phải chèn số 0 vào đó. Còn 0 tới 1, 0 tới 1 là lớn hơn 0 mình lấy 2x. Đấy. Lấy 2x. Rồi tới đây thì bấm máy tính đi chứ khỏi có gì phải ngồi đâm chiêu suy nghĩ chi. Thì tới đây thì bấm máy cho nó gọn. Những cái bài này thì cũng không phải là gì quá to tát nên thôi cứ bấm máy. Bấm tích phân nè. Nhưng mà ngồi em tính nguyên hàm cái này cái nghi ngờ em tính sai lắm. X nhân x là 4x bình. Cộng trừ 1 tới 0. Cộng 2x bình. Cộng 0 trừ 1. 2.
Đó. Coi tổng thể là một cái bài toán. Đầu tiên mình làm cái gì? Rồi với cái đề bài cho mình sẽ xử lý thêm những cái rau ria như thế nào? Thôi để nó ý tưởng nha, không có khó đâu, nó hơi là lạ một tí. Và làm sao để biết cách đặt rồi thì cũng nói em là cái nhìn vào cái hàng nào nó nằm trong cái dấu ngoặc á là đặt hàng đó, là nhớ đổi cận rồi nha. Câu 26. Rồi 27. Bảy thì chúng ta có thể thực hành một xíu kiểu bấm máy tính, hành sơ sơ thôi, sau đó thì cũng nói cái cách làm tự luận thôi, chứ em cũng không có hướng rồi. Cũng không có hướng các em đi theo con đường máy tính đâu. Nói cho biết thêm tí. Đầu tiên nhập cái đề bài thực hành xíu. Tại vì nói gì nói thì có một số bạn sau này sẽ không không tiếp tục học toán trên đại học. Nên là các em sẽ đi một số cái ngành mà không có dùng tới toán nữa thì thôi mình dùng máy tính cũng được. Tại mình đến đây mình cũng không phát triển hơn. Còn những bạn nào mà lại tiếp tục mà định hướng học về kinh tế, học về kỹ thuật, học về kế toán, học về giáo viên gì đó thì đó là chắc chắn là sẽ còn dùng toán nữa, nên là phải học đúng. Đây, bấm bấm xong cho nó vào ha. Và sau đó vào hệ phương trình. Hệ phương trình thì tùy máy, em cứ bấm hệ phương trình hai lần. Nè đề bài nè. Đứng trước chữ A là E, alpha E. Sau đó trước B là số 1. Cái tích phân mình vừa mới bấm, cái Y là cái mình vừa mới bấm. Rồi bốn đáp án. Bốn đáp án mình ngồi mình thử. Ví dụ thì bà cứ thử câu D nha, thử câu D chắc chắn là biết không phải đâu, nhưng mà mình cứ thử đâu biết lý do vì sao nó không phải. Số quá xấu. Sau đó chỉ việc bấm AC để chỉnh lại. Đó. Siêu cấp lẹ. Đây, em thầy nói em mà. Cái máy tính này nó có cái sức cuốn hút kinh khủng lắm. Nó như mì ăn liền á, mì ăn liền với việc đổ nước sôi vào đậy nắp lại là có ăn liền, nhanh gọn lẹ, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ không có bổ,
thì tại sao người ta phải ngồi đi đi ta tốn một núi thời gian để người ta ngồi đi chế biến những cái món này những cái món kia để cho nó bổ dưỡng, tuy là nó hơi tốn thời gian nhưng mà nó sẽ bổ dưỡng về sau. Mình không thể nào mình ăn mì ăn liền từ ngày này qua tháng nọ được, mà đây là đúng chuẩn thôi, đa thức. Với mũ một bài từng phần đúng chuẩn luôn. U nhức lóc nhì đa, cái này nó có nhiều cái biến tấu đó. Có lúc người ta gọi lóc đa lượng mũ lượng. Em nghe YouTube hay là em biết thêm rồi. Lóc đa lượng mũ gì đó tùm lum hết rồi, nhưng mà mình chỉ cần nhớ hai thứ, nhớ hai cái đầu tiên. Và trên mạng nó còn thêm một cái phương pháp nữa, gọi là múa cột, đúng tên luôn nha. Cái này tại người ta chế chứ không phải là thầy nói nha, cái này người ta chế, người ta nói múa cột đặt chỉ là chéo chéo vậy đó, đừng nên theo những cái đó. Thật sự là trên mạng bây giờ nó khá là bắt nháo trên đó, sách bây giờ cũng vậy. Ngày xưa sách viết rất là tốt, còn bây giờ nhiều cái sách lấy những cái tên rất là sốc hốc. Hồi xưa là có gì qua là công phá, sau đó cái sau đó đến thần tốc, nghe như tên nghe như game, sau đó đến gì qua hát hát gì đó, hát não hay là hát cái gì đó, là sau đó sau này nó thêm có gì phá đảo, lấy những cái tên rất là hoành tráng, phá đảo tích phân, công phá toán, thần tốc 7 điểm 7 ngày 7 ngày 7 điểm hay gì đó lại là này. Mà sẽ nói người ta áp dụng những cái quy tắc BA bên kinh tế và đặt những cái tên nghe nó sóc óc vậy để cho học sinh thích. Nhưng mà học như vậy là sẽ học không phải học bản chất, chúng ta cái đúng bản chất mình chúng ta đi thôi thì mới đi xa được. Hồi xưa thì cũng hay mua sách lắm nhưng mà giờ ít mua lại rồi, tại vì mấy cuốn sách giờ đặt mấy cái tên mình thấy không có cảm tình, chưa biết nội dung như thế nào mà đặt lên là thấy không ổn, kiểu như câu view UV nè, nó đúng chỗ hay UV trừ cho VDU đây, cận trên thế vào, cận trên thế vào là số 1 nè, nhẩm mấy cái này luôn đi, nó rất là dễ thôi. 2 cộng 3 là 5, nó rất là bình thường, mình cứ tập thôi là mình sẽ thấy nó quen. Chứ mà tới đây mà em cứ ngồi em lấy máy tính ra em bấm 2 nhân 1 cộng 3 là mình làm chậm cái tốc độ xử lý của mình rồi đó. Công cụ máy tính nó chỉ hỗ trợ khi chúng ta gặp những cái gì đó nó rắc rối á, tính toán nó tương đối lớn. Ngày xưa khi mà người ta phát minh ra ra cái máy tính đó để làm chi biết không, để xử lý những cái số liệu lớn, để xử lý những cái số liệu mà tính tay quá lâu. Nhưng mà còn bây giờ là học sinh là cứ một cộng một của máy tính, không trừ ba cũng máy tính, bởi vì càng ngày càng lạm dụng quá. Cái mục đích ban đầu người ta tạo ra là để xử lý số liệu lớn, còn mình là mình dùng bất chấp. Nhưng mà dùng vậy thì não mình nó càng ngày nó càng tụt lùi thôi nè. Năm nè, 5E nè, thấy không, thấy 5E không? Còn không không thấy vào, không thấy vào nè, 3E mũ không, 3E mũ không, mà E mũ không là một nên là trừ 3 nè đó. Cận trên thế nè, đây là cận trên nè, đây là cận dưới nè. Rồi nguyên hàm của 2E mũ x là thành 2E mũ x. Này ghi lại nè. Đó, những cái đó thì ghi lại thôi. Còn cái dấu trừ này nè, nhấn đi nhấn lại rất là nhiều lần. Nguy hiểm ở đó đó, nguy hiểm ở đó đó. Tốt nhất là mình để cái ngoặc, để cho ngoặc mở ra. Cận trên thế vào 2e trừ cận dưới thế vào em cũng không, em cũng không là một.
nên là trừ với trừ mới thành cộng này đó, em mới không bị sai dấu, nên là nguy hiểm ở đây nè, cảnh báo dễ sai dấu. Nó giống như là những cái ổ gà ở trên đường, chúng ta đi chúng ta phải lúc nào cũng để ý nó. Bảo Ngọc là ai nhỉ? Rồi câu 28. Những cái dấu hiệu này nó cũng gặp tới đây là em sẽ biết là từng phần, nó sẽ là từng phần thôi chứ nó không thể nào là đặt tê được, nó là từng phần. Và từng phần phải đặt làm sao, cái này là u nè, u nè, còn dv là f 2 phẩy, thì nguyên hàm của nó là nó mất bớt một cái thì nó còn f 1 phẩy. Nguyên hàm của F2 phẩy là thành F1 phẩy rồi, U nhân V 1 trừ X nhân cho F phẩy cận cận 0,1 trừ cho VDU, trừ cho VDU, trừ với trừ thành cộng. Thấy không? Một thế vào nè, một thế vào nè, một trừ một là không, không thấy vào, không thấy vào, một trừ không là một, kẹp chưa, một trừ một, một trừ một là không nên không, còn không thấy vào nè, còn nguyên hàm của f phẩy là gì, nguyên hàm của f phẩy là f, là trừ f phẩy không cộng f một trừ f0, cận trên thấy vào trừ cận dưới thấy vào đây, rồi đề bài có hết rồi đó, b vào thôi, f0 f1 là bằng 1, f0 f1 là bằng 1, vậy hai cái này trừ nhau hết, 1 trừ 1 hết, còn lại trừ f phẩy, f phẩy là 2021 thì trừ 2021. Xu thế sau này người ta cho những cái kiểu này không à? Được chưa? Qua nha. Câu này thì bắt máy thôi, chứ cái gì đâu.
ví dụ như đề thi mà thầy có nói trên lớp 10 câu thì có thể là 3 câu cho bấm máy, thì em đi thi thì em cũng cứ ngồi câu nào bấm máy được em cứ bấm thôi, chứ cũng không có ép em 100% là tất cả phải ngồi từ lần từ đầu tới cuối. Nhưng khi người ta sắp xếp, người ta vẫn sắp xếp là 3 câu bấm máy, 7 câu tự luận bình thường, thì câu nào mà bấm được cứ bấm, cũng không có cấm cản. Còn khi mà người ta muốn ép em tự luận là người ta sẽ cho theo kiểu khác, thì khi đó mình sẽ tự luận, người ta sẽ cho theo kiểu là A B. Nếu mà bài này muốn ép em làm đầy đủ thì người ta sẽ cho theo kiểu này, ví dụ thích con này bằng A góc này B của B trừ C đó, cho vậy là em phải tự luận rồi. Chứ còn cho kết quả như này là cứ việc bấm, đó là có bài hệ công sửa nha, cứ bấm vào rồi thử từng phương án cái nào giống nhau thì chọn. Sang câu 30 giống giống câu hồi nãy, giống giống câu số 28. O với đề về DU là DX, nguyên hàm của F phải là F. Rồi cứ đúng là cái gì? À, nhìn đây nha, mình đang làm đây. U nhân V là X nhân FX. Cận 0,1 trừ cho tích phân VDU. Số 1 này ghi lại thôi. Cận trên thấy vào, 1 thấy vào là 1F1. 1F1 thì người ta ghi F1 thôi, người ta không có ghi 1 đâu. À. Không thấy vào, không mà nhân cho cái gì cũng bằng không. Nên phải ghi trừ vô cái tích phân này. Cái tích phân này là cái mình cần tính nè. Mà F1 để cho bằng 2. Tới đây các bạn còn sai dấu nha, đến cuối cùng các bạn vẫn sai dấu. Bạn tới đây vẫn cho y bằng trừ 1. Cẩn thận, kết quả y bằng 1 thì đúng. Với cái trắc nghiệm này mà thì mình chỉ cần sơ hở một xíu đó thôi là cái giá của mình trả khá là đắt. Nói thiệt với em, thầy cũng là một người rất là cẩn thận rồi đó, nhưng mà cũng không đạt được độ tuyệt đối đâu. Thầy chỉ hơn tụi em chỗ là làm nhiều rồi, nên là cái vấn đề mà thầy để ý thì cẩn thận hơn tụi em xíu thôi. Em chưa đạt được độ cẩn thận đó nên mà mình cứ tập tập để hạn chế, là không ai là hoàn hảo 100% hết, mình cứ cố gắng hạn chế đến mức tối thiểu, sai những cái sai cơ bản đến mức tối thiểu. 30 xong. Sửa một cái đề mà ngồi phân tích các kiểu là tốn thời gian lắm. Chứ nếu mà thầy không phân tích đó, thầy chỉ có sửa từ đầu chí cuối, anh chỉ có nói thầy không nói cái hướng xử lý như thế nào, là em thấy nó lẹ. Nhưng mà làm vậy xong mà cuối cùng em cũng tiêu rồi. Nè, sang câu 31 là đây là cái câu bắt buộc chúng ta phải tự luận này. Đó, đến bây giờ mới tự luận, nhưng mà tự luận này cũng nhẹ thôi à. Quen thuộc. Đa thức chân mũ. Đó, thì cứ đặt ô quen thuộc nè. Câu này bây giờ của chúng ta là chỉ còn một thời gian thôi, nên mới thiếu đi u rồi để ý. Chỉ là vấn đề thời gian mà mình làm bao lâu thôi, chứ còn phương pháp là đã nắm. Đó. Rồi u nhân v. U nhân v nè, u nhân v nè. U nhân V trừ cho tích phân VDU. Tích phân VDU này. Số 2 này lôi ra đằng trước thôi. Rồi cận trên thế vào.
chỗ này rất dễ sai dấu, nhấn đi nhấn lại thôi, chắc chỗ này sẽ thế cho em xem. Cận trên thế vào, một thế vào, hai trừ cho ba, hai trừ cho ba là trừ, trừ cho cận dưới thế vào, cận dưới là không, không vào là trừ ba, e mũ không là một. Cái này nguyên hàm của em mũ x là em mũ x, trừ trừ là cộng này. Mở cái ngoặc ra, thấy cái dấu trừ này là mở cái ngoặc ra, em mũ một là e, khỏi cần ghi chữ em mũ một, em mũ một là e mũ không là một. Rồi trừ với trừ là cộng, 3 cộng 2 là 5. Đó. Vậy đến đây nè, so sánh A là âm 3, C là 5, còn mũ, mũ này chính là mũ 1 nên B là 1. Bài này cái khả năng sai ở đây rất là cao. Khả năng mà học sinh bị sai ở chỗ này rất là cao. Nên là cẩn thận với nó. Chứ còn phương pháp là bây giờ quen rồi, UV trừ VDU là nó quen rồi, chỉ có cái chỗ thế đó, đó nguy hiểm á. Nên coi đi coi lại chỗ đó, làm chắc chỗ đó. Xuống nha. Đây cũng lại là tiếp tục một câu mà chúng ta phải xử lý từ đó. Học sinh sẽ lúng túng, thầy vẫn nói thật là tới đây là học sinh vẫn tiếp tục sẽ bị lúng túng là không biết làm sao đây. Bây giờ một số cách đặt thì thường là chúng ta sẽ xử lý bằng cách đặt T bằng cái mẫu. Trên đây đặt U thôi, U với T như nhau cái gì. Nhưng mà đừng có đặt cái mũ. Vì sao không nên đặt? Mình cứ ngồi mình thử suy luận thôi. Nếu mà T bằng X cộng 1 mà bình phương lên thì đạo hàm. Đó, thấy cái đạo hàm nó bất hợp lý rồi. 2x cộng 1, cái này có x thì thấy nó không ổn rồi. Thì mình né cách đặt đó thôi, mình cứ đặt. Đây. Quen thuộc nha. Này là đã làm tắt rồi đó, đã làm tắt rồi em thấy nè. 2 nhảy thành 3. 3 nhảy thành 4 là đã có thao tác đổi cận rồi đó. Tuy là không có ghi ra nhưng mà đã có đổi rồi đó. X cộng 1 nè, 3 cộng 1 là 4, 2 cộng 1 là 3. Nhìn nè. Đây. Còn cái chữ X. Chữ X này thay bằng cái gì? Số 1 chuyển qua là U trừ 1. Rồi là tiếp tục tới đây là học sinh lại đứng nữa nè. Cứ mỗi bước là có một cái khựng là một cái phép chia thì chúng ta tách ra. U chia U bình. Đó, U chia U bình. Một chia U bình. Rồi tới đây, cái này hãy có làm tắt nha. Đó là từ từ nè. U chia bình là một phần U.
nguyên hàm của một phần u cũng quên đó, quên này là nha, tức chết đuối liền. Nguyên hàm của trừ một chia u bình, em phải ngồi làm sao cho mình thuộc đi, làm sao cho mình thuộc cái này đi. Thầy không thể nào làm cái thao tác thế của em là học thuộc công thức giùm các em được, nên là chúng ta phải cố gắng học công thức. Bây giờ em có học thêm 10 chỗ mà hỏi em công thức em không thuộc thì em cũng bó tay, em cũng không thử làm được. Nên là công thức là nó vẫn một cái gì đó là cái nền tảng của chúng ta. Thế bốn thế vào cận trên thế vào trừ cận dưới thế vào, thấy không? Làm thì lúc nào mình cũng đóng mở ngoặc đó, để cho nó an toàn và giấu thôi. Lốc nơi be của 4 là thành 2 lốc nơi be của 2. 1 phần 4 mà trừ 1 phần 3. 1 phần 4 mà trừ 1 phần 3 đó. Còn 4 là 2 bình nên nó mới thành 2 lốc 2. 4 là 2 bình phương. Và để ghi ra luôn nè. Đó là sau đó số này nó mới lôi xuống. Cái này giải thích rồi. Tại vì đề bài người ta đang đi theo log 2 nên mình phải đưa log 2 thôi. B này. C đây. C là trừ 1 đó. E đây. E là số. Nhanh hay chậm là cái việc xử lý mấy con số đó. 1 phần 4 trừ 1 phần 3 là 1 phần trừ 1 phần 12. Đôi khi em thấy có nhiều bạn làm bài nhanh kinh khủng luôn. Nhanh là gì biết không? Là do người ta tính toán tốt mà tự nhiên người ta làm nhanh này. Còn mình tính toán không tốt thì mình sẽ làm chậm. Chứ không có gì đâu. Nhanh là do cái việc tính toán tốt. Tính toán tốt là do làm nhiều. Bất kỳ cái gì cũng vậy. Cứ làm nhiều là tự động tiến bộ. Vì sao chúng ta chơi game giỏi? Vì chúng ta chơi một ngày 3 tiếng là nó phải giỏi thôi. Chơi game một ngày 3 tiếng mà không giỏi mới lạ. Thì làm sao muốn toán giỏi? Cứ thử một ngày làm toán 3 tiếng đi là tự động giỏi. Nhưng mà nói vậy thôi, đó là điều kiện lý tưởng. Rồi câu số 33 thì quá dễ. Vì sao dễ? Cận y chang. Cái hàm fx bên đây cũng hàm fx, như vậy chỉ việc cái này là gì? 3 phần 2 lấy ra nhân cho tích phân của fx. Tích phân fx để cho bằng 8, 3 phần 2 nhân 8. 8 chia 2 là 4, 4 nhân 3 12. Xong nhé, câu 33 là xong. Bốn. Làm sao biết đặt T và đặt bằng cái gì thì nhìn vào đây nè. F của cái gì đó thì đặt T bằng nên là đặt T nè. Ngay lập tức vi phân. Là em thấy chuyện gì xảy ra liền, em phải ngay lập tức vi phân xong là em phải nhìn lên đề bài. X cộng 1 dx ở đây có không? Có. Nó chỉ thừa con số 2 thôi. Vậy đẩy con số 2 này qua thành phép chia. Rồi chỉ việc thế thôi. Thế đây luôn nha. Thay đổi cận luôn á. Không thế ở đây, không thành không. Một thế ở đây, một cộng hai là ba, thấy không? Nếu mà em thấy tay được thì em thấy nó nhanh kinh khủng không?
Chứ mà còn em lấy máy tính lên em bấm 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 em đã tốn khoảng 15 đến 20 giây. Rồi thấy tay là không cộng không là không, 1 cộng 2 là 3. F này thay bằng FT. Cái màu xanh x cộng 1 dx, x cộng 1 dx thay bằng 1 phần 2 dt. Lôi 1 phần 2 ra ngoài. Tích phân 03 FT dt cũng như 03 FX dx. Vậy là lôi số 20 đem xuống, 1 phần 2 nhân 20 bằng 10. Muốn nhanh là mình tính toán mày nó nhanh. Thì câu này cũng vậy thôi, thầy cho khá nhiều câu chống máy tính để các em tìm luận chứ gì. Nhìn dấu hiệu nè, thấy không, thấy dấu hiệu chưa, bên 01 bên 03 là có thêm cái f của 3x nữa là 100% đặt t, không bao giờ khác được, không bao giờ khác được, cái những cái dấu hiệu đó nó quá rõ luôn đó. T bằng 3x thì dt bằng 3 dx, chuyển số 3 ra. Rồi bắt đầu thế nè. Thế này luôn cho thấy. Không là 1 0, 1 1 nhân 3 là 3 nè. Chữ x này thế bằng, mình đặt t bằng 3x thì x bằng t chia 3. Mấy cái này bây giờ phải phản xạ nhanh, cái này mình còn chưa phản xạ nhanh thì mình phải tập thôi. F này thay bằng FT, DX, DX thay bằng 1 phần 3 DT. Vậy nó xuất hiện 3 với 3 là 9, là 1 phần 9 nè. Tích phân 0,3, tích phân 0,3, X, FX, DX, T, FT, DT. Câu này nếu em thành thạo thì em làm trong vòng tới giống như thầy là 30 giây thôi. Mình muốn thầm không một cách thông thạo như vậy là mình phải, thứ nhất là phương pháp thì tốt, nhìn vào là phải có hướng đi, thầy cũng phân tích hướng đi đó, cứ thấy cái cận nó đổi 0301 rồi thấy cái f của 3x nữa là biết là chắc chắn đặt t bằng cái đó rồi. Đó là bạn làm nhé. Có ráng cho xong rồi luôn. Đây cũng nữa nè, cũng nữa thôi. Cũng đó nè. Đâu khác gì đâu, thấy không? Tờ 3x. Nhìn nè, nhìn nha, không thành không, một thành ba là đổi cận á nè, f này thay bằng ft nè, 3x thay bằng t, còn dx, dx thay bằng 1 phần 3 dt, dx thay bằng 1 phần 3 dt. Mà đề cho cái tích phân này bằng số 3 nên số 3 này ghi xuống. Rồi nhân chéo 3 nhân 3 là 9. Xong. Nhiều bạn bài này ra đáp án 1 lắm á. Không không đi nhân chéo, một số bạn sẽ bị như thế này. Một số bạn tới đây là thấy 1 phần 3. Tự nhiên cái thành 1 phần 3 nhân 3 bằng 1. Sai.
nguyên cái này là cái mình cần tìm, cái này là cái mình cần tìm, chứ mình đâu có cái này bằng ba đâu, có cái này bằng ba nữa thì xong rồi, đâu cần tìm nữa, đi hướng này là sai nha. Nè em nhìn kỹ chỗ này nè, số 3 của thằng này thì ghi xuống, sau đó nhân chéo qua, phải biết chắc chắn cái này là sẽ có nhiều bạn lăn tăn lắm luôn, nên là bữa sẽ cho hai cái bài song song với nhau để em phân biệt. Còn bài này là đúng chuẩn, chuẩn gì, chuẩn tích phân f phẩy là hàm f cận trên thế vào, cận dưới thế vào, có cái nào thì thế cái đó, cứ bình tĩnh, có cái nào thế cái đó, f không có chuyển vế thôi. Nhưng mà đến đây cẩn thận nha, có bạn ra 8 nên là đừng để sai dấu. Nhìn đây là tay này, giờ chỉ nói dấu hiệu thôi, cận là hay không đó, vậy là không có chạy đâu cả, chỉ có đặt t và đổi cận. T bằng cái gì? T bằng 2x cộng 1, rồi sau đó cứ tự tin mà làm tiếp là sẽ có kết quả, tự tin mà làm tiếp là sẽ có kết quả. Thì câu này thì nó có hai chuẩn, một chuẩn bấm máy tính hoặc là một chuẩn tắt AB. Thôi còn hai câu nữa thì chắc để bữa sau đi, bữa sau tiếp cho chúng mình biết, là ráng nữa em cũng không ráng được với đâu. Nhưng mà mình thống nhất như thế này đi, tuần sau mình vẫn học, em không còn học trên trường nữa, nhưng mà chúng ta vẫn cứ học online thêm 3 buổi nữa đi, để có thời gian thì trải thêm phần phương trình mặt phẳng được không?